Xin chào quý vị khán thính giả. Nếu mà nói về mà chăm sóc cho em bé sơ sinh từ nhà thương mới lọt lòng mẹ cho tới về nhà thì những câu hỏi mà tôi có cho bác sĩ Xuân Tô thì tôi đã liệt kê hồi ngày tuần trước, đó là khoảng chừng 128 câu. Thì Quá chắc nhiều. không có giờ trong vòng 10 phút để mà hỏi hết 128 câu, nhưng mà ít nhất đó cũng có những cái căn bản mình để giúp cho cha mẹ trẻ mới con có con đầu lòng hoặc một hai đứa đầu, để khi mà sanh con đẻ cái ra thì mình cảm thấy không có thấy thấy thoải mái, mình không có quá sợ sệt. Tại vì theo những nhận xét của chúng tôi là những cặp vợ chồng trẻ mà mới con đầu tiên đó lúc nào cũng lúng túng, không biết làm cái gì, thì đọc sách cũng có, qua internet cũng nhiều, nhưng mà tới hồi mà va chạm với cái thực tế thì là không biết trò chăn gì cả. Thì ngày hôm nay nhờ bác sĩ Xuân Tô giải thích. Thứ nhất đó, là từ ở trong nhà thương khi mà người mẹ là coi như là mẹ tròn con vuông xong xuôi đặt tên rồi đẹp đẽ hết rồi, thì cái chuyện gì cần phải để ý trước khi đem em bé về nhà? Có nhiều câu cái đó phải nói, thì cái đó đó là khi mà bác sĩ Xuân Tô vô nhà thương mà để khám một cái em bé sơ sinh đó, thì bác sĩ Xuân Tô đã sẽ nói chuyện với cha mẹ cách chăm sóc em bé, và phải nhớ rằng cha mẹ cũng có cha mẹ với kiểu cha mẹ, còn bà nội bà ngoại đó thì những cha ông bà thế nào cũng có nhiều kinh nghiệm lắm, tại có những cái có những kinh nghiệm rất là tốt, nhưng có những cái nó không có áp dụng ở bên này được. Trước hết đó là khi mà em bé sơ sinh, quý vị phải biết là dưới khi nó mới sanh ra đó, em bé khi nó đi qua bằng cái ngã dưới, nó sanh sanh tự nhiên á thì nó tốt hơn là sanh mổ. Cái lý do là khi em bé nó xuyên đi qua cái đường âm đạo dưới đó thì cái phổi nó được ép ra hết cái nước, cho nên nó ra nó khỏe hơn. Nhưng mà chỉ có cái đầu nó dài thòn à, có khi nó dặn lâu quá đó, giờ nó giống như cái khôn hết vậy, do cha mẹ ra sợ lắm. Cái sợ không biết cái đầu con tôi nó có trở lại bình thường không, thì cái đó nó sẽ trở lại bình thường. Đôi khi sanh lâu quá thì cái đầu nó có cái bể cái máu ở ngoài thôi, cái cũng như có cái túi cũng như là một cái bú máu, thì quý vị đừng có sợ, cái đó cũng có thể xảy ra, không có sao hết, miễn quý vị đừng có chà hà sát, đừng có thoa cái gì hết, cứ để tự nhiên thôi. Càng chà thì mình có khi mình càng nó chày thì nó có vi trùng ở ngoài nó đi vào thì nó làm nhiễm trùng cái bú máu đó. Đó là một cái mà mới sinh ra quý vị sợ như vậy. Còn nếu mà mình sanh bằng cái mổ đó thì có những trường hợp phải mổ là phải mổ, nhưng mà khi mổ ra thì em bé nó không được đi qua cái birth canal, là cái đường mà đi ra đó, cho nên cái phổi nó không có được ép lại, cho nên khi ra đôi khi em bé nó có cái vấn đề chút xíu là nó thở hơi nhanh à, nó thở hơi nhanh rồi chừng vài ngày nó hết à, rồi nhưng mà cái đầu nó tròn, nó không có bị kéo dài. Thì trước hết là mẹ yên tâm cho cha mẹ hiểu cái đó. Với mấy em bé mà nó sinh ra đủ ngày tháng, đôi khi nó ra nó có mấy cái hộp ở trên người đó, cái đó là đủ bình thường, không có sao. Có nhiều người ta tưởng cái đó là em bé nó bị con muỗi gì, con vừa chép gì cắn ở trong nhà thương bị, mà cái đó bình thường không có, dạng nghĩa như vậy để cho khỏi lo. Thì trong 2 tháng đầu khi sinh ra là rất em bé rất là mỏng manh, cho nên nó phải không có nên để người thăm viếng nhiều lắm, tại khi nếu mà mình cảm cúm mà quay cho em bé thì em bé có thể nó bệnh nặng hơn là mình tưởng. Không phải nó chỉ bị cảm cúm thôi, tại vì nó có thể nó bị cái gì nặng hơn, nhiều nhất là nó không có chút xíu nóng sốt. Cho nên quý vị ráng là em bé trong 2 tháng đầu rất cẩn thận, không có đi ra gió mái trừ khi nào đi khám bác sĩ và đi chích ngừa thôi, rồi còn sau 2 tháng đỡ hơn, chứ còn trước 2 tháng rất cẩn thận. Mà hỏi bác sĩ Xuân Tô cái xíu là có những gia đình cháu nội đầu tiên đích tôn nữa mà không cho tới thăm, cho thăm ai? Cho chứ, cho chứ, mà Nếu như thăm nhưng mà phải rửa tay nè, rồi nếu mình có cảm mình đeo mask, nhưng mà đừng có lâu quá, đừng có ở lâu quá, một chút xíu thôi. Rồi sau đó là mình thăm sau, nhưng mà bây giờ trong 2 tháng đầu phải giữ em bé cẩn thận. Rồi khi nói ra đó, khi em bé sinh ra cái da nó, tại nó ở, nằm ở trong nước, là cái nước ối nó nằm đó 9 tháng 10 ngày, cho nên cái da nó khô lắm. Thường quý vị không có nên thoa cái gì hết, chỉ thoa làm khi mà được 1 tháng thì bác sĩ chúng tôi chỉ cho thoa mấy cái lotion để cho cái da nó không có khô. Trước đó không có chỉ thoa lotion là lý do là tại vì mình dùng sớm á, đôi khi cái da nó dễ bị sensitive á, dễ bị nhạy cảm, dễ bị allergy về sau, cho nên thường 1 tháng bác sĩ mới cho Điều đó thoa quan lotion. trọng. Rồi đôi khi mà nhớ nó bây giờ có tắm được không? Tắm được nhưng mà phải chừa cái rúng, tại cái rúng là cái chỗ có thể là vi trùng nó vào, cho nên có những chỗ nó kêu là về chỉ giữ cái rúng sạch thôi, đừng có thoa cái gì hết, nhưng bác sĩ chúng tôi vẫn kêu lấy cái bông gòn với anh cô chùi cái rúng cho nó mau khô. Thì cái tại vì cái anh cô nó làm cho cái tác dụng là nó làm cho khô cái rúng, rồi mình khi mà tới khám là 2 tuần bác sĩ sẽ chỉ cho cách clean ở phía trong, chùi ở phía trong cho nó mau rụng. Khi rụng mà nó rụng thì khoảng chừng 2 tuần, 10 ngày 2 tuần, mà nếu 3 4 tuần mà không rụng thì nhiều bác sĩ sẽ làm cho nó rụng, có cách làm
đốt nó, nhưng mà nghe nó đốt sợ lắm, thật ra nó có một cái chất hóa học làm nó rụng ra liền. Rồi. Thành ra khi tắm á, thì đừng có trúng nước vô trong cái rúng trong 2 tuần đầu, thì mình chỉ lau mình thôi. Rồi sau khi mà cái rúng nó rụng rồi đó thì lúc đó mình mới tắm. Thì tắm thì người bác sĩ sẽ chỉ cho cách tắm từng phần, tắm cái đầu trước và tắm cái người. Đó, tắm xong rồi đó thì sau 1 tháng thì mình có thể thoa lotion. Và khi mỗi lần mình thay tã đó, ví dụ biết không, em bé nó mang tã nó hầm cả ngày đó, thành ra mình khi mà em bé có tiểu đó là phải nói cho mẹ là phải thay rồi phải chùi hoặc là rửa cái đít tốt hơn, là mình lấy giấy mình chùi cái wipes để nằm ra ngoài mình chùi, chứ còn không lẽ mình đi tới nhà người ta cái đi mình ra rửa chỗ này thật kỳ quá. Cho nên ở nhà thì mình rửa cho nó sạch sẽ và không có rửa xà bông, quý vị nhớ không rửa xà bông thì nó dễ irritated cái dễ nhà làm nhạy cảm cái da của cháu. Khi sau khi rửa rồi thì thoa một cái thuốc như là vitamin A and D hay là Dexedrine hay là mấy cái triple paste hay là mấy cái bud paste, cái đó để bảo giảm nó là zinc oxide thôi, để làm cho khô cái chỗ đó nó khỏi hầm, để phòng ngừa không có bị diaper rash. Một vấn đề quan trọng mà bác sĩ chúng tôi từ nãy chưa nói tới là vấn đề cho em bé bú. Cái đó sợ lắm. Đó, tại vì mình đẻ con ra rồi mình sợ nó, nhiều khi nó thiếu ăn, nó thiếu uống. Thì cái ba cha mẹ lúc nào cũng sợ đó, ai cũng muốn cho con mình bú sữa mẹ. Nhưng mà đưa cái bú tới thì nó nhả ra, nó không chịu cắn, hay là sữa bình. Cái đó là một cái mối lo ngại lớn của những phụ huynh trẻ mà khi có đứa con đầu tiên. Thành ra đó, khi mà tùy theo cha mẹ, người ta muốn cho bé bú sữa mẹ hay bú sữa bình là tùy theo cha mẹ, nhưng mà thường phần đông những bác sĩ nhi khoa khuyến khích là nên uống sữa mẹ tốt hơn, tại sữa mẹ nó đem những cái chất bổ và đem cái sự đề kháng rất là tốt cho cháu bé. Nhưng mà có những trường hợp không có cho bú được sữa mẹ thì phải bú sữa bình, thì em bé đó mình phải biết là khi nó bú sữa mẹ nó khó hơn là bú từ trong cái bình. Tại vì cái nắm vú của cái bình nó dễ bú lắm, còn cái nắm vú của người mẹ nó khó bú, tùy theo cái loại nắm cái vú của mẹ nữa. Cho nên có ở trong nhà thương có những chuyên viên về vấn đề nó gọi lactation, chỉ cho mẹ cách cho bú. Mình phải có người ta dạy, hướng dẫn cho mình. Và người mẹ tội nghiệp lắm, phải chịu khó. Tại vì khi bú sữa mẹ, người mẹ rất là cực mà phải chịu khó. Mẹ phải thức dậy 2 tiếng rưỡi là phải dậy để lo cho bú, rồi lau chùi cho bú xong rồi là vừa nghỉ chút xíu là phải cho bú nữa. Mẹ phải ăn uống trước khi cho bú, rồi 10 phút sau mới cho bú, phải chỗ yên, đừng có quá ồn ào. Xong rồi mình phải, mình nghĩa là bú sữa mẹ là mình rất là cực, nhưng mà nó đáng lắm, nó tốt. Nên vì sao em bé mình ít bệnh hơn. Khi mẹ mà cho bú sữa mẹ thì mẹ phải uống tiếp tục những cái prenatal vitamin, những cái sinh tố mà hồi mà mình vitamin lúc mình có bầu, phải uống tiếp tục chất sắt, phải uống tiếp tục calcium, tại mình đang tạo sữa thì sữa nó có chất calcium. Thì calcium từ đâu thì nó phải từ cái xương của mẹ, cho nên có những người không biết, người ta không uống calcium tay chân nó nhức, ẩm em bé lắc nó đau nhức lắm, cho nên phải uống tiếp tục calcium, uống prenatal và phải uống iron. Rồi em bé cũng vậy, khi em bé nó bú sữa mẹ thì bác sĩ chúng tôi nói rất là tốt, nhưng mà nó phải uống những cái vitamin mà ở trong cái sữa mẹ nó thiếu, như là A, D, K, với fluoride, với iron, em bé phải uống cái đó. Một câu hỏi kế tiếp là làm sao biết con em mình uống bú sữa đầy đủ, cân lượng hay là tùy theo, giờ mới uống có bình nhỏ rồi 3-4 ngày sau thành bình lớn, như vậy là tốt. Làm sao mình biết được là cái dinh dưỡng của em bé đầy đủ để cho nó tăng trưởng? Thì đó, thì bác sĩ Trường Sinh nói rất là đúng á, thì người ta hay hỏi mấy câu hỏi đó. Thì bú sữa mẹ đó thì người ta sẽ chỉ cho mình bú phía bên này, xong 5 phút bên này, rồi cái ngực bên này hết căng, ngực bên kia hết căng là tốt. Rồi nếu mà mình thấy em bé 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng nó dậy là mình biết là nó đúng cái giờ đó, hay là 1 tiếng nó dậy là tức là nó bú không có đủ. Mà muốn cho nó đủ á là người mẹ phải ăn trước khi cho bú. Mình đã nói nó sữa mẹ trước đi nha, ăn trước khi cho bú, xong rồi khi mà rồi cho em bé bú, mà khi em bé ngủ người ta 2 tiếng rưỡi nó dậy nó bú đúng, với lại em bé có đi tiểu có đi cầu rất là tốt, tức là em bé nó đầy đủ hết. Mà phải bảo đảm là người mẹ phải ăn uống trước, đừng có sợ mập, là tại vì trong vòng mấy tháng đầu là cái em bé bú sữa mẹ làm cho người mẹ mau ốm lắm. Còn nếu mình bú sữa bình nó không có bú sữa mẹ được thì đầu tiên ở trong nhà thương cho mình để chừng 1 ounce rưỡi thôi mình cho, mà nhớ là uống sữa đó nên bác sĩ Xuân tôi nghĩ rằng nên ấm nó vẫn tốt hơn là lạnh. Thì tuy rằng nó hơi mất công nhưng mà nó dễ tiêu hơn, tại em bé nó dễ bị reflux, nước trào ngược lên, nó dễ ọc sữa, dễ trớ, cho nên mình uống mà ấm nó dễ tiêu hơn. Cho nên khi cho em bé bú á thì mình để hơi dư chút xíu, khi nó dư cái đó nó bú mà nó còn dư thì mình bỏ. Thì sao mình vẫn để vậy, nếu mà nó bú hết, thí dụ như bữa nay nó uống 1 ounce rưỡi mà nó dư lại nửa ounce, mình sẽ kỳ sau mình cũng để 1 ounce rưỡi, thì khi nó bú hết cái 1 ounce rưỡi thì mình để dư 2 ounce.
để như vậy để từ từ nó biết, từ em bé nó bú, từ nó lớn nó đòi bú thêm như vậy đó. Làm với lại có cái công thức cái cha mẹ bác sĩ người ta sẽ chỉ nghĩa là mấy tháng là bú tới mấy ounce, ví dụ như 1 tháng là 4 ounce, 2 tháng là 5 ounce, 3 tháng là 6 ounce, ví dụ vậy đó. Và mình mà miễn là em bé có đi cầu, đi tiểu là mình biết là em bé bú đủ. Cảm ơn bác sĩ Xuân Tô. Đó là những cái mối lo ngại nhất của những mà cha mẹ đó. Một điều nữa mà ai cũng sợ, em bé bị vàng da. Đó, em bé vàng da mình ta để ý á, là mấy cái người mà Á Châu á, cái vàng da nó nhiều hơn là mấy cái bé Mỹ trắng hay là mấy cái Âu Châu. Rồi nó gọi là physiological jaundice, là cái sự vàng da mà là sinh lý bình thường thôi. Và đặc biệt khi người mẹ máu O cộng á, thì con có thể là máu của người cha, hay O cộng thì máu người cha, thì người máu A hay máu B đó, thì cái máu máu mẹ với con hơi trống thì nó bị bể mạch máu nhiều hơn, cho nên nó vàng da nhiều hơn. Thì còn cái sinh lý á, là sau cái ngày 2 ngày sau khi sanh, đôi khi em bé nó hơi vàng da, rồi từ từ nó lên cao, chất vàng da lên cao tới ngày số 4 cái từ từ nó xuống. Thành ra nếu mà cái vàng da nó nhiều quá đó, ít thì không sao, nhưng mà nó nhiều quá nó hư tới cái óc của em bé. Cho nên cái đó thì người ta sẽ, nếu mà ở trong nhà thương nó vàng thì người ta cho chữa liền bằng cách là người ta sẽ cho đặt đèn, rồi khi thử lại nếu mà nó xuống rồi thì cho về mà vẫn phơi nắng. Cảm ơn bác sĩ tôi rất nhiều, tại vì trong vòng 10 phút vừa qua quá nhiều chi tiết, nghe tôi mà nếu mà là người cha đầu tiên tôi cũng không nhớ hết nổi. Vậy thì mình làm, phải quay lại, coi lại cái video này hay sao. Rồi với lại mình có cái chapter 2 nữa. Rồi, vậy được. Hẹn gặp quý vị trong kỳ sau để bác sĩ Xuân sẽ tiếp nối cái phần chăm sóc cho bé sơ sinh. Xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn bác sĩ Xuân Tâm. Không có chi. Xin chào bác sĩ Trường Sinh và xin chào quý vị. Chúc quý vị một đêm an lành.